mọi người thấy chó ăn ngoan không? Con nào ăn bát của con đấy, không hầm hè nhau. Con nào ăn bát của con đấy và không có con nào hầm hè con nào cả, dù ba cái bát xếp sát nhau. Đấy là khi mà chúng ta giữ cái kỷ luật cho con chó thì nó như thế. Chúng nó tự biết phần con nào con đấy ăn. Thêm cho siro tí này, thêm cho pila mấy hạt này, thêm cho melci. Đó, lùi lại. Đó, ăn hết bát không có ra lượn ra bát của con khác. Nào, melci, mẹ với lại con ăn chưa xong. Đó. Ok, bữa ăn hôm nay ăn hạt vì trời mưa, chủ không có làm đồ ăn được. Nước lọc. Ba con, mỗi con một thìa vơi. Đó. Hạt chi này thì tí cho mỗi con một viên thôi. Bổ sung theo kiểu định vị. Nào, pila, số này là pila này. Xích cái đấy, hai cái xích đấy. Xích đấy. Thế đứa nào ăn bát to nào? Đứa nào ăn bát to? Một đứa ăn bát to nhá. Một này, hai này, ba này, ok. Đi la xích cái đấy. Đây. Nào, một đứa ra đây nào. Đi la ở đây. Messi ra đây. Messi. Đây. Messi ăn đây. Siro ra ngoài này nào. Không vào trong chuồng đâu. Siro. Đây. Ok. Mỗi đứa ăn một phần. Yumi ăn đi. Cũng đi đó. Đó, bữa ăn của nhà đó. Hôm nay là chủ bận là chỉ quan hạt thôi. Khi nào chủ rảnh thì mới có thịt ăn. Bởi vì làm thịt thì còn phải chờ rã đông, còn phải lướt tái. Thịt mình cho ăn thịt lướt tái chứ mình không cho ăn thịt sống 100%. Cũng không phải là thịt chín. Đó. Rồi ăn đi. Để xem tí cho nó ăn hết thì chúng ta sẽ như thế nào. Để chỉnh lại cái chỗ đứng của siro phát. Để cho con ba con đứng không bật hạ. Nào, siro xích ở đây. Nó xin ăn không để rơi này. Không để hơi này. Siro đây.
siro ok 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 tiêm nha, đừng có để nó di chuyển đấy. Đó, ba con thành một hàng. Đó, Yumi không ăn hả? Mi qua nào? Ba đời Yumi nhắm chó. Không khối lượng. Đây cho phút đồ mà không ăn. Để chia ra à. Cho dù có chia sẻ lại cũng phải chia đều. Thôi Mi hết rồi. Mi không ăn là nghỉ. Vâng, nguyên tắc cho ăn mà không ăn là nghỉ. Hết rồi, có Mi hết rồi, bát đấy chả có ăn gì cả. Đó, tại vì Mi vừa ở bên dưới Mi được ăn mấy miếng rồi, cho nên là Mi theo kiểu à, ok. Đây là lấy quả siro cho Mi tí. Đây Mi đây. Nếu trường hợp mà Mi mà lại không ăn tiếp thì ok nha. Ờ, à, được, ăn rồi. Đấy, đây là tiếp theo cái chỗ dở hơi thế. Con nào ăn bát của con đấy nha. Cho ăn thì không ăn nhưng mà lấy cái phần của nó đi, nó không ăn cho con khác ăn thì nó lại quay ra nó lại đòi ăn. Đó, mọi người thấy chó ăn ngoan không? Con nào ăn bát của con đấy, không hầm hè nhau. Con nào ăn bát của con đấy và không có con nào hầm hè con nào cả, dù ba cái bát xếp sát nhau. Đấy là khi mà chúng ta giữ cái kỷ luật cho con chó thì nó như thế. Chúng nó tự biết phần con nào con đấy ăn. Thêm cho siro tí này, thêm cho pila mấy hạt này, thêm cho melci. Đó, lùi lại. Đó, ăn hết bát không có ra lượn ra bát của con khác. Nào Messi, mẹ với lại con ăn chưa xong. Đó, khi mà chúng ta giữ cái kỷ luật ăn như chúng nó thì nó sẽ như vậy đấy. Nó sẽ không có cái chuyện ăn tranh ăn cướp. À, chắc chắn là nếu mà bình thường là con chó nó sẽ ăn chanh, một con ăn xong thì nó sẽ muốn thò sang cái phần của con khác rồi, bởi vì nó ăn nó còn đang thiếu. Mà luôn luôn chúng ta cho nó ăn hơi thiếu một chút, chứ cho chúng nó không cho nó ăn theo kiểu nó ăn để thừa. Nhưng mà chúng ta ngăn cản nó cướp giật một hai lần, ba lần đi, thì nó sẽ bỏ ngay cái trò cướp giật đi, đi vét sạch đi. Siro, à, làm sao để anh không phải rửa bát chứ, như thế anh vẫn đang phải rửa bát đấy. Ăn hạt là không phải rửa bát, bởi vì nó ăn là sạch luôn rồi. Hết chưa? Hết chưa? Vẫn dính bát này. Đó, chả phải rửa bát bao giờ cả. Ít khi cho chó ăn mà phải rửa bát. Có thì chỉ cần lau qua đi là sạch rồi. Lời. Đây, bữa ăn hôm nay thế là đã xong. Đang quay thì máy hết dung lượng. Đó. À. À đây.
Rồi. Như thầm. Đó, xin chào tất cả mọi người nhé. Nay mưa gió quay đoạn video cho nó ăn để cho mọi người biết là bình thường mà nói ấy, nếu mà chăm con chó nhàn nhất thì vẫn là ăn hạt. Chủ có thời gian thì cho thịt, cơm, thịt. Đó là bởi vì làm thịt thì nó mất thời gian hơn. Hạt thì chỉ cần xúc ra cái xong. Merci, xin chào tất cả mọi người nha. Ôi, xin gái merci, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Siro, 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 xin chào tất cả mọi người. Ngồi, nào, hầm, hấp, hấp. Đó, mỗi con một cục. Đó, gặm cho sạch răng. Đó, mọi người nhìn thấy Pila ăn xong, Pila nhặt luôn cục quả bóng chưa? Đấy, luôn luôn để thừa ra một cục để cho nó không tranh nhau. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.